chào các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Khúc này đang là buổi sáng, mấy em ra phơi nắng. Còn khúc này là gần 12 giờ đêm, tại giờ này mới rảnh. Bà đưa cái con thú nhà bồng cho con săn đốc chơi. Này là con săn đốc nha các bạn. Săn đốc này thì thông minh, kỹ lắm, kỹ tính lắm. Kiểu như là người lạ khó tiếp cận được với mấy con săn đốc. Còn mấy con khác thì dễ hơn. Nên anh thấy lạ, nhìn mặt anh giống kiểu là nói cái này là con gì. Ngửi anh ngửi. Nên là anh kiếm cái đít. Mèo bên ngày nó ngủ à, bên đêm nó thức, con nào thức hết trơn á, lớn nhỏ gì thức, quậy phá không. Này là em xám lớn nè, mà chơi đã dưới rồi, bà treo bên trên cái dây, dưới này một đám ở dưới. Đêm nó thức đủ luôn á. À, xám em này đang trèo lên là xám em nè. Xám em có cái màu lông bạc bạc, hơi cũng đẹp nha, mình khoái nhất cái màu lông của xám em nè. Mà lông của xám anh á thì hơi đen, có vàng vàng nữa. Nó mốt già chắc vàng quá. À, anh tính cắn xuống cho dưới này, xuống dưới này chơi chung. Anh cắn rồi, mơ đi con. Ham chơi quá ngã luôn, nhưng mà không sao, ở đây cũng gần thôi à, này chừng hơn mét. Yên đốn nói là mà đi lần rồi mà không được, tại xăm bớt cái điệu chậu cây mất cười. Có khúc à anh, nhưng mà hình như cũng lớn được chút xíu á. Tại cái mình nó ngắn, đuôi ngắn nữa, nhìn thấy nó nhỏ. Này săn đốc nè, ban săn đốc là có sức khỏe rất là tốt nha, dợn quậy phá rồi rất là tốt. Rồi bà giục xuống đất luôn rồi. Té chưa tưởng nó rồi nghe nó đúng. Ở trên cao là con săn đốc ba con, nhưng mà con săn đốc này là con nhỏ nhất nè. Con nhỏ nhất này là nó hay đập mấy con nhí trong nhóm mình á. Ngứa tay. Còn con đang ôm cái con có thú bông này là con mắt hư đó các bạn. Màu lông nó gần giống như con đốm ha, nhưng mà cái đốm nó nhỏ hơn, đốm của con đốm nó bự hơn. Tiếc cặp mắt bị hư, lông thì đẹp mà mắt bị hư, mà cũng mắt hư nó mới tới tay mình, chứ còn không thì cũng mình không có. Thì cái nhóm mèo của mình đa số thì cái gương mặt nó không có được đẹp lắm, tại do cũng một phần nó xấu vậy người ta mới không nuôi, người ta bỏ, do nó bị hư mắt. Có mấy con mắt nó bị hư. Còn có mấy con thì lúc đầu mình nhận về nó nhôm nhách à, mình nuôi thời gian thì nó đỡ. Để ba con săn đốc á, ba con săn đốc các bạn không biết đâu, lúc đầu á, nó ốm nhất trong mấy cái con bây giờ luôn.
Mình nuôi sau 2 tháng thì bắt đầu nó mới giật dậy được. Cho nên bây giờ ví dụ như các bạn thấy là trong nhóm mèo của mình hiện tại bây giờ có nhiều con, mấy mèo con nó ốm đó, nhưng mà không sao, cứ tầm 2 tháng nữa đi là nó sẽ mập lên liền. Lúc đầu về nó vậy đó, nó phải cần có thời gian nó phát triển mới được. Nó giống mấy cái nhóm này nè, nhóm thần đốc này nè, nó giờ ngon lành nè. Trời, hồi nhỏ hả, nó eo uột ghê lắm, ôm nhôm nhách luôn. Như nhóm như con sắm bự nè, sắm bự này với con trắng vậy nè. Đó, hai con thần đốc đó. Hồi nhỏ là nó ốm, lúc mình mới về, lúc hồi đó mình chưa làm YouTube cho nên mình cũng không có quay hình ảnh làm gì, không có quay, không có hình ảnh nào các bạn xem, chứ hồi đó nó ốm nhất trong các con bây giờ luôn. Sau tầm hiện tại bây giờ nó cả mấy tháng ta, chắc cỡ 5 6 tháng á, là nó vậy à. Cái giờ này là bà đang cho ăn cháo, tối tối nay ăn ăn này là ăn đêm á, bà cho ăn cháo gà. Sẵn nó thử coi thử nó ăn cháo không. Nhưng mà hình như cháo nó ăn á, một số ăn. Cháo này cháo gà, nó quen rồi. Bình thường ăn gà miết. Nhóm nhóm mèo của mình ngộ nha, khoái ăn cái xương ức gà nha, khoái ăn xương hơn là khoái ăn thịt nạc đó. Thịt nạc để nhìn nó nhìn có ăn có vẻ không hảo lắm á, nhưng mà xương á, xương ức á, nó khoái hơn, cái mùi xương nó thơm á. Ăn gần gần giống mấy con chó á. Cho nên mình hình như lúc nào mình cũng cho ăn xương ức á. Có cái là quay cho ăn xương thì quay nó không có đẹp, nhìn thấy nó lộm chộm, nhiều người ta không biết, người ta nói cho ăn gì xương không à. Chứ cái nhóm mèo của mình thì nó khoái ăn xương, xương xương ức nha, ức gà. Chắc là do từ nhỏ mình cho nó ăn nó quen. Cho ăn xương ức là nó vui nhất. Cá thì nó cũng khoái nhưng mà nó ăn được có bữa đầu thôi, sau đó thì nó không có khoái nữa. Còn xương ức thì ngày nào nó ăn cũng được á. Hai con sơn đốc nè, nó bằng nhau luôn. Đen 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 bớt là coi như nhìn không thấy cái gì ấy. Cục đen thì lùi. Hôm nay là con sâm em nè, bên bên trái nè, sâm em. Lúc này là vợ mình quay nè, cho nên nhiều lúc có gì không có ý thì các bạn thông cảm nha. Hồi tới này là vợ mình quay. Đen bên đen, bên đen ăn cũng hay lắm, cái gì ăn cũng được á, mà không lớn. Sâm anh nè, sâm anh lúc đầu về cũng eo uột nè, mặt mũi nhem nhuốc nè, giờ ngon lành á. Nói chung là phải mất thời gian 3 4 tháng, trên 2 tháng nó mới đẹp lại được. Cho nên có những người hồi nhỏ nhìn thấy mèo ghê ghê quá, người ta không nuôi là vậy đó. Phải chịu khó thời gian 2 3 tháng đầu. Sâm anh này cũng khoan cháo nè.
Rồi, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.